Gì bỏ. Thôi khỏi. Sao anh không bằng áo? Gì cho đồ giá bánh chó. Như vậy thì hôm nay là ngày đầu tuần, cũng là chính thức bắt đầu cho cái công tác làm thép móng đó các bạn ơi. Phía sau là anh em đang bắn đầu cọc và chuẩn bị làm thép móng và thép đà kiền. Hệ đà kiền của mình là nó có mấy đà? Đà 1, đà 2, đà 3. Hệ đà là xài phi 16 200 x 300. Nó có bị dư sắt không? Nhớ tận dụng số để có gì mình đưa vô một số sắt tăng cường nha. Dạ dạ. Có cái đà giữa này ra phải đâm mẹ giống này luôn, ngắt khúc gì vậy ta? Không, mình có mạch ngừng á. Thôi sau này thí dụ như nó có lúng á thì cái vị trí này là sau này là mình cũng bố trí cái mạch ngừng luôn, độc lập với cái hệ nhà chính. Diện tích khu đất này là bề ngang là 9m, dài là 14m nha các bạn. Thì ở mép bên này, cái cổng dây chỉ này đó chính là trong cái bản vẽ thiết kế hồi nãy mà Khuôn nói đó, là một cái hàng rào. Ngay cái vị trí này nè, ngay vị trí này là nó sẽ có hai tim, bố trí hai cây cột luôn. Tại vì lý do là mình bố trí cây cột giữa cái nhà chính với lại cái hàng rào đó, sau này nó có lúng á, nó sẽ lúng không đều. Cho nên là ngay vị trí này nó sẽ sau này nó sẽ có hiện tượng nó xé tường đó các bạn. Cho nên là ngay vị trí này mình sẽ bố trí hai cây cột ngay cái đó, để khi mà nó lúng thì nó có cái khe lúng ở ngay giữa đây luôn đó nha các bạn. Kế hoạch công việc hôm nay của Khuôn và anh em đó chính là đào đất và đổ bê tông lót, lắp thép móng và lắp cổ cột, định vị những cái tim cột đó các bạn. Công việc hôm nay có thể là làm luôn những cái hệ thống mình ra sắt đào rồi hết luôn, bố trí thép đà. Mời các bạn hãy tiếp tục xem video của Khuôn nha. Mấy nay ngủ ok không anh? Ok, ngủ cũng được. Có sợ ma không? Không. Sợ ma tóc dài. Sợ ma tóc dài. Cái vị trí đất sau này là cái nền của mình, nó sẽ bằng giáp mí với cái nền này luôn nè. Thời tiết khúc này ở miền Tây của Việt Nam thì hay có mưa gió thất thường đó các bạn. Cho nên là cái hệ thống móng hiện tại bây giờ là khi mà đào đất xong nó có rất là nhiều nước. Anh em sẽ bơm nước cho nó khô ráo rồi đào đất mới bắt đầu là tiến hành đổ bê tông lót. Rồi, chết quần luôn. Do cái mặt bằng của mình hiện tại giờ là nước nó hơi nhiều á các bạn. Đang câu điện, đấu nối điện xong rồi là sẽ bơm cái máy bơm chìm này để bơm nước thoát ra. Mấy anh em đang đào đất nha các bạn. Tuy là thời tiết lúc này nó có mưa có nắng nhưng mà khúc này trời rất là nắng nha các bạn. Nhưng mà anh em vẫn vui vẻ để làm việc. Sao nào này trong năm đường táo hôm nay đường táo đường hối lộ. Sao không lấy tay mẻ anh ba? Tính lấy tay mẻ mà sợ sắt nó gãy, mày mẻ mua nhẹ nhẹ thôi. Mẻ mua quá chớn nó gãy trong đi đó. Anh em đang hút đá để chuẩn bị đổ bê tông lót các bạn. Do công trình này chỉ là nhà cấp 4 thôi nha các bạn, cho nên là những cái hệ thống móng là móng đơn nha. Còn những cái công trình mà nhà cao tầng á thì những cái móng là đài móng là nó rất là hoành tráng và nó đẹp nha. Cái công việc mà chuyên bắn bê tông á là nhờ một cái đơn vị khác nha các bạn. Và anh tên gì? Tên là Hưng. Anh Hưng, anh Hưng là chuyên bắn bê tông nha. Bắn bê tông đập đầu cọc. 0977. Thôi không cho quảng cáo đâu. Số cái cốt pha, cái học móng đã chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Như thế nào cho nó tiết kiệm nha. Biết rồi. Chỉ xài cái móng thôi. Cắt lòng vốn ra được một đoạn dài vậy nè các bạn. Đối với một số cái dự án lớn đó các bạn thì cái hệ thống mà tiêm trục này sẽ có máy toàn đạt để làm, nhưng mà do đây là trong khu dân cư cho nên là có những cái cọc móc ganh sẵn đó, thì anh em sẽ bố trí theo cái dạng này nè. Đầu tiên là mình xác định được một cái tim, cái mép này cộng dây này đó chính là cái mép nhà của mình đó các bạn. Và những cái hệ thống tim để bố trí những cái cổ cột, những cây cột á, là sẽ định vị bằng những cái cổng chỉ như thế này. Nó đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả nha các bạn. 4 phần. Là cái da này là da bê tông luôn nè đúng không? Da bê tông 2 phần với 2 phần tô hoàn thiện là ra đúng. Ok. Cái dây này là nó chuẩn luôn chưa? Hoàn thiện của nhà đó, gọi nhà luôn á. Dây hoàn thiện đó hả? Ừ. Vậy là mình phải giật vô rồi.
giật vô 4 phân. Đạp vô né đừng có dính bên nhà của ta nha. Anh Thanh cái này nhớ ai không á? Ngóng cái học rồi nó không chịu để học xuống bỏ cái cột xuống. Tháo định ra. Lại cái móng này thôi nghe, cái móng sao đặt cái học nghe. Bạn gần đây không? Rồi. Cái mép nhà nó phải giật vô tới cây sắt là 2 phân hồ tô và 2 phân bê tông nha các bạn. Ngay chỗ này là cái mép ngoài luôn đó phải không anh? Công trình của dự án của mình nó nằm ở gần gần cái bìa mép ngoài của khu dân cư tái, khu tái định cư An Bình luôn đó các bạn. Trả lại bó kẽm này nghe anh Thanh. Rồi. Đúng như vậy. Ok, trong nhà thì nói đúng không? Tốt nhất là mình cũng làm ngay cái mép nó luôn đi. Đừng để cho nó lắng ra ngoài quá. À, cái chỗ này thì vẫn nằm ở trong trong khu vực nhà của mình. Bởi vậy nó hỏi lỡ cái móng có lắng ra ngoài chút không sao. Xê dịch lên xuống không sao, quan trọng cái tim cột cho nó chính xác. Xin chào buổi sáng các bạn nha. Hôm nay thì là một cái ngày mới rồi. Và buổi chiều hôm qua là mấy anh em không có làm được, lý do là trời mưa á các bạn, cho nên là giờ là nước linh láng luôn, cho nên phải là bơm nước ra, bơm cái ống nước đó ra hết luôn rồi mới bắt đầu triển khai công việc tiếp theo được nha các bạn. Do cái nền của mình á là nó cách cái nền ở bên cách một cái nền là nó sẽ tới một cái điểm có cái trụ này nè các bạn, thì khuôn sẽ đo từ ở bên đây qua tới bên kia nó đủ 4.5 và mình chịu hao 2 phân nữa, thì mình đo một điểm này với một điểm phía sau nữa thì nó sẽ ok nha các bạn. Tại vì rất là ngại cái vấn đề là mình lắng nền, cho nên là mình có cái cách mình kiểm tra đó, khuôn thì kiểm tra như vậy đó cho nó chính xác. Cái mép dây này của mình là mình trừ heo vô 2 phân là nó 4.5, mình giật vô 2 phân là 4.02 phân nha các bạn, thì nửa sắt của mình vô 2 phân nữa thì nó sẽ nằm ở đây. Đó là cái sắt cột của mình sẽ chồng vô để mình đổ bê tông là nó ra còn 2 phân để mình tô hồ. Đây bên này nó cũng có cái ganh đất nè, từ mép bên này mình qua bên kia là một cái nền là 4.5, mình kiểm tra cái điểm đầu đó với điểm cuối này. Công việc hôm nay chủ yếu là sẽ đưa nước ra và đào đất, đổ bê tông lót, đi thép móng và cột với các bạn. Ở đây là chỗ anh đội trưởng, anh Ken. Thế em ngày 300 làm phụ luôn được không Đạt? 300 hả anh? 400 được, 350 được không anh? Trả giá nữa mày. 350 thì chơi à? Giác thùng đá có 1 cái đồ lên 350. Trời ơi, giống xét mà. Móng này là mắc 250 đúng không Đạt? Đúng rồi anh. Là nhiều cát nhiều đá, nửa bao đúng không? Cái có nửa bao ạ? À? Nửa bao thì 2 thùng cát, 3 thùng đá. Đối với cái độ sâu mà khi mà mình đặt cọc và mình làm móng, những cái con số á rất là quen thuộc, thì không có đường không mà mình đưa 1m35 hay là 1m45 đâu nha các bạn. Như cái thiết kế của cái công trình này á, là nó đang là 1m35, nó nằm ở đáy móng, mình cái chiều cao mình chừa cái cọc của nó là 100 nữa, cho nên là cái âm này nó chỉ còn có 125 thôi, tức là cái sắt của mình, và cái sắt của mình là phi 16, cho nên đoạn nói của mình là mình chừa 500, là từ cái cốt nền là cốt 00 nha, thì mình xuống đây mình còn cái đoạn giò gà, bẻ giò gà là 200 nữa, thì mình tổng cộng cái này là 1m95, 11.7m. Cái 11.7m mình chia cho làm 6 thì nó sẽ ra là 1m95, thì nó sẽ chẳng sắt nha các bạn. Bữa hôm trước là có mấy cái ranh này sẽ có mấy cái trụ, ranh sẽ có cái trụ để cắm làm ranh. Lúc sẽ cuốc vô á thì nó đào mà cái trụ âm xuống đất có con tắc gử à. Mà cát nữa đào xuống nó mất tiêu cái trụ luôn, rớt cái trụ dưới luôn. Hà mà ngốt uống cái trụ nằm mừng luôn chậm. Ủa gì nó ra có 1.88 vậy? Xe này mấy khói? À khói à. Ok. Những cái chiếc xe mới á, mình nên đo thùng lại nha các bạn. Và cái đống này á, thì nó
Chứ như dung luôn thì nó mới được hai khối á. Nó vô làm lại chú kiếm biết ngọt luôn. Cái này quán chín mài lộn, chú mày ăn qua qua kia, giao xi măng mà không có bờ gớt. Bà lết à? Ờ. Bà lết cũng đỡ lắm anh. Để chim vô mấy chỗ đó để xi măng rồi. Mà xin nó không có xin nó dừa mà xin nó cứu hủ nó không chịu đem qua. Em xin đuông dừa nó cũng có cho đâu. Chính thì bao gồm 3 cái trên 3 cái dưới phiên 16. Còn đà phụ thì tăng cường gói bụng. Còn mấy cái công việc ở ngoài công trình này là em báo cáo hình ảnh với cái tiến độ thi công, kế hoạch thi công đồ cho trên cái group anh Tạo rồi đó nghe Đạt. Ok. Zalo á. Lỡ có nhậu có kéo luôn à. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mấy cây 1m4 để tăng cường gối với bụng luôn. Đó. 58 với 599 mẹ. Ở trên là 5m99 với 5m63 cộng lại là 11m62, lấy cây 11m7 cắt cái này ra làm 6m luôn. Thì rồi cây này là còn lại 5m7 là coi như ok. 5m7 đi. 5m63 sửa 5m7 đi. Đó là cây 11m7 cắt 5 cây là xong. Cây 6m. Đang đổ cọc thứ 9 anh ơi. Ok, chút nữa anh em mình qua đo lại mấy cái tim của bên cái vàng dãy bên kia nha, coi nó chính xác không. Anh em vừa thực hiện xong cái bóng thứ 9 đó các bạn. Hello, chào anh Hoàng Anh, chỉ huy trưởng công trình. Hello em, hello. Đây nè anh em kiểm tra lại cái tim giùm em cái thước nè, thước xịn đó nha. Em chậm thước ta. Thước đó nhiêu tiền vậy? 85 ngàn. Vô đây là hay bị mất thước lắm đó. Ghìa của cái nền của mình kìa. Nè lại đây nè. Bắt đầu từ đây đúng không? 1m4 đúng không? 1m4 là tới mép cột. Ba mét ba là tim cột hả? Thì cột nó đang bị nhảy qua một tí rồi không? Cận phân. Tim tới của mình là 3m7 đúng không? Tim 3m7. Ok. Năm mét sáu là biên luôn đúng không? Đúng rồi. 1m4, 3m3, 3m7, 5m6. Là tổng cộng hết là 14m. Liền ganh với người ta đó. Cho bên nhảy vô 3 phân đi. Trừ hao thêm phân nữa đúng không? Đúng rồi, trừ hao nữa mình chịu. Hiện tại giờ đang có 2 phân nè. Cổng gạo hả? Ừ. Là mình làm luôn đúng không? Rồi, mình làm luôn. Dạ, ok. Mày chịu đây hát nhé mấy kìa. Ai? Trời, thầy chứ ai. Một mình nên hát cũng được à. Đây, có ủng mà không đeo cái chân về nè. Anh em loại sình bùn đất rất là tội nghiệp nha các bạn. Đây nè. Dạ. Nhưng mà rồi. Cái mặt vẫn cười tươi nha. Vợ dạ, con đâu thấy cảnh này. Sao nữa? Em đi ôm đâu thấy cảnh này. Cầm bò hoa sĩ nói này nói kia. Hoàn thành xong cái móng số 9 đó là còn 5 cái móng nữa. 4 cái móng chính và 1 cái móng phụ nữa các bạn. Vậy là mình còn khu vực là 4 cái móng này nữa. 5 cái. Nè, 1 cái móng phụ và 4 cái móng chính. Còn 3 cái móng chính với lại 2 cái móng phụ là 5 cái móng. Cái này là rồi. À, cái móng đó tính như là làm rồi á hả? Trời ơi. Ok. Hello. Đối với những cái hệ thống móng đơn này đó là mình cần hệ thống đà kiềng nữa nha các bạn. Để mình kiềng những cái móng lại nó đảm bảo được cái lún đều á. Khuôn sẽ làm những video tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh nha. Cái nền này là mình xài Zalo và cầu thẻ cho nó cứng cáp cái nền nhanh Hoàng Anh. Hệ thống móng này thì nó cần bê tông không có nhiều cho nên là mình nhập cát với đá về mình đổ tay nha các bạn.
còn nửa đổ sàn và hệ thống đà kiền á thì sẽ đổ là bê tông tươi, bê tông tươi cho toàn bộ cái khối nhà này luôn. Mệt chưa anh Đen? Mệt sao mệt. Mệt mà đói bụng. Đang chuẩn bị đổ cái bê tông móng thứ 10 này nè các bạn, và mình còn 4 móng nữa là xong. Phần móng đơn này thì mình xài cốt pha này, nhưng mà lên tới đà kiền á mình sẽ xây gặp, tôi sẽ nhập đờ mi về và mình xây hệ thống cốt pha. Ở bên mép bên ngoài thì mình mới tấn thành bằng cốt pha thôi, ở bên trong là mình xây toàn bộ hết nè, tại vì mình đổ chung một lượt với sàn á. Nay là đổ hết móng luôn không anh Cang? Hết. Hết không? Hết, nay xíu giờ hết luôn đó. Ok. Chạy cho ổng, chạy xe ôm. Anh em vô công trình mà cầm điện thoại không nha. Có báo giá. Đang có báo giá. Đồ. Có lý do. Móng đã hoàn thành xong rồi nè các bạn. Bên này thì đang đợi nó gáo gáo một tí rồi mình sẽ làm mặt. Cái móng trong kia thì chuẩn bị đã đổ xong rồi. Anh em đang bơm nước để chuẩn bị xử lý cái móng bên này luôn. Cái móng bên này là một cái tim đôi, là nó có khe lún của hai cái móng á. Quá trời nước luôn. Sao anh Thầu mà anh không làm gì chơi vậy anh Cang? Không làm nữa là Thầu. Hỏi một câu, câu trả lời có trong câu hỏi luôn. Mới mượn được cái thước này Đạt, kéo giùm anh kiểm tra lại coi là bề ngang này đã đủ 9 mét không vậy? Mép bên này thì hôm qua mình kiểm tra rồi nè. Ok chưa? Biên bên kia chưa? Giờ xếp vô đây một tí. Chạy, đụng chưa, đụng đi. Đang thiếu 2 phân. Không có. Thiếu 2 ly. Sau khi mà kiểm tra bề ngang đủ 9 mét rồi thì anh em cũng tự tin để triển khai mấy móng biên rồi các bạn. Những cái móng biên này nữa coi như những cái móng cuối cùng rồi nha. Và mình sẽ hoàn thành cái video này, hoàn thành xong cái phần móng. Sau khi mà đổ xong tất cả mấy cái móng rồi là mình kiểm tra lại mấy cái tim chụp hết nha Đạt. Ok anh. Làm gì hầm cầu luôn anh. Ok. Máy bị hư hả anh bà? Nó bị gạt hàng chi mấy anh em xúc tay không? Có mấy bò mình móc tay không ạ? Một số cái cốt pha móng á, là mình tận dụng lại những cái dáng cũ nha các bạn. Anh Thanh phía sau đang đóng những cái cốt pha. Tận dụng đồ cũ vậy là có tính tiền không anh ơi? Không không, cho luôn. Em, chỗ công việc móng này ok chưa Đạt? Ok rồi anh. Hôm nay đổ xong luôn đó nha. Rước cháu hả anh? Rước cháu hả? Cái móng là có 2 lẩu không? Đổ cái móng 3-4 ngày mà bắt đại lẩu nữa. Phải đạt tiến độ đi. Dừng tiến độ rồi đó. Dừa chưa? Hôm nay nó là 3 ngày đúng không? Như vậy là đã hoàn thành xong tất cả những cái hệ móng này. Tiếp theo đó mình sẽ tiến hành là mình làm đà kiền. Toàn bộ hệ thống đà kiền này mình sẽ làm chung với một cái cốt của cái sàn nền luôn á các bạn. Hệ thống đà kiền này của mình sẽ đổ cổ cột, sau đó là đà kiền. Trên cái đà kiền này mình sẽ câu những cái sắt sàn vô trong cái đà kiền này luôn, để mình đổ chung một cái hệ thống đó, và sau này sẽ đổ bê tông tươi. Như vậy thì Khuôn đã hoàn thành xong tất cả những cái hệ thống móng của cái ngôi nhà này. Và thời tiết lúc này thì nó mưa gió cho nên là cái tiến độ thi công nó mất hết 3 ngày các bạn. Và cái kế hoạch tiếp theo là sẽ xây bó nền, sau đó là đổ đà kiền và đổ luôn cái sàn nền. Mời các bạn cùng xem những cái video tiếp theo nha. Và bây giờ thì Khuôn sẽ kết thúc video ở đây và sẽ tiếp tục những cái video tiếp theo cái chuỗi series nhà cấp 4 này. Các bạn hãy đón xem Khuôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.